Xin chào bà con. Thì hôm nay mình có mặt tại vườn ươm giống cây cà phê. Thì trong này chủ yếu là giống TR4 và TR9. Thì các giống như xanh lùng, nói chung là cũng có đầy đủ tất cả các giống cho bà con xem. Thì clip này mình đi quay chủ yếu là cho con xem về cái vườn cây giống là chính. Và công tác này công tác mà khi xem giống, chọn giống xong á thì bà con nông dân tiến hành là mua giống mà nhà trồng và chuẩn bị cho công tác năm vụ đông xuân mới, vụ đầu mùa mưa cho con trồng cà phê. Thì vấn đề một cây cà phê thì hầu như bà con nông dân ở tỉnh Tây Nguyên chúng ta cũng gắn liền với nó bao năm nay. Thì cũng có một số bà con chuyển đổi thì từ cà phê bà con phá, con trồng sầu riêng, bơ, mít, chung là vân vân, nó tùy vào nhu cầu của mỗi bà con. Thì với bên trái cây thơm mùa lắc á, thì mình cũng nói bà con là mình sẽ quay tổng hợp tất cả các loại cây trồng cho con xem. Thì nếu mà con nào thích cà phê thì con trồng cà phê, con nào thích sầu riêng thì trồng sầu riêng, con nào thích bơ thì con trồng bơ thôi. Cái đó là tùy vào cái sở thích và mỗi cái nhu cầu của mỗi bà con nông dân khác nhau. Thì giá cả của thị trường thì nó tùy vào mỗi năm, nó có những cái giá cả thị trường khác nhau. Thì có bà con thì thích trồng cái nào đó là tùy bà con. Còn clip chính này mình quay con xem về cái mô hình vườn ươm giống cà phê TR4 và TR9, đó là đủ loại hết, trong này đủ giống hết. Trong clip này cũng rất dài, quay lúc mà công tác bắt giống, mua giống và vận chuyển, xếp lên xe. Thì mình quay con xem và tham khảo thôi. Clip này nói chung thực sự nó cũng rất là dài. Mình quay toàn bộ cái vườn ươm giống này. Khi mà con nông dân tới vườn ươm giống xem và chọn những cây cà giống như thế nào để chúng ta về trồng nó hiệu quả hơn. Thì vườn giống này khi mà đem về trồng á, thì mình nhắc nhở con á, khi mua giống ở vườn ươm ở các vườn cây giống á, có những vườn cây giống thì chưa xuất thì bà con có thể về nhà con chúng ta để cây chúng ta khoảng 10 đến 15 ngày á, chúng ta tiến hành trồng thì được. Nói chung là tùy vườn. Có những vườn giống người ta khi bà con mua về, chủ vườn vườn giống họ nhắc nhở về công tác chăm sóc như thế nào đó thì tùy vào mỗi vườn giống. Có vườn giống về cho bà con trồng liền, có vườn giống thì về chúng ta phải chọn ra những cái cây khỏe chúng ta đưa ra ngoài nắng, chúng ta khoảng 10 đến 15 ngày chúng ta tiến hành trồng. Đó là những cái vườn giống khác nhau. Cũng có TRS1, nói chung là rất nhiều giống, xanh lùng cũng có. Nên cái đó thì mình quay bạn xem. Trong clip cũng rất dài, bà con cứ đăng ký kênh đi. Về công tác mà kỹ thuật trồng cà phê thì mình cũng quay hướng dẫn cho bà con xem rồi. Thì vườn ươm giống này, vườn ươm cà phê, qua đó nên bà con xem và tham khảo. Xin cảm ơn bà con ạ.